Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Mới đây thì ASUS đã bổ sung thêm vào dòng sản phẩm VivoBook của mình, một sản phẩm như một luồng gió mới, trẻ trung, năng động, cũng như sở hữu rất nhiều sự cải tiến từ thiết kế bên ngoài cho đến hiệu năng bên trong. ASUS VivoBook Pro 15 OLED, một chiếc laptop hướng đến đối tượng là các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn đang làm công việc liên quan đến sáng tạo nội dung bởi màn hình đẹp, cấu hình ổn định. Và giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Và lần đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này thì mình nhận thấy thì ASUS đã xây dựng cho VivoBook Pro 15 một vẻ ngoài tối giản và sang trọng với tông màu bạc nhưng cũng không kém phần năng động trẻ trung. Cá nhân mình thấy thì đây là thiết kế khá là phù hợp với những đối tượng khách hàng là những bạn trẻ. Và chúng ta có thể thấy được sự tối giản trong thiết kế của Pro 15 thông qua mặt A kim loại dạng nhám của máy cùng logo ASUS VivoBook mà thôi. Ngoại hình tối giản nhưng Pro 15 chăm chút nhất là vào logo, không giống những thế hệ tiền nhiệm chỉ có duy nhất dòng chữ ASUS VivoBook, mà lần này thì logo được dập nổi thành hình khối, tinh tế và bắt mắt hơn, đồng thời cũng tăng tính nhận diện thương hiệu nhiều hơn cho khách hàng. Việc hướng đến đối tượng người dùng làm về sáng tạo nội dung nên VivoBook Pro 15 khá nhỏ gọn khi chỉ nặng 1,8kg, độ dày là 1,99cm, rất thích hợp để mang đi di chuyển. Thiết kế cực kỳ chắc chắn, không ọp ẹp hay có hiện tượng flex với ba mặt được làm bằng kim loại. Màn hình là một thứ cực kỳ quan trọng mà những người làm về sáng tạo nội dung hướng đến, nên VivoBook Pro 15 sở hữu màn hình OLED với kích thước khá lớn, 15.6 inch, được bao trọn bởi cạnh viền siêu mỏng, độ phân giải 2880x1620, màn hình 2,8K, tỷ lệ 16:9, độ sáng cực cao 600 nits, tần số quét ấn tượng trên một chiếc Ultrabook 120Hz, độ bao phủ màu cũng cực kỳ chuẩn khi đáp ứng 100% DCI-P3 cùng công nghệ HDR, nên khi các bạn làm việc thiết kế hình ảnh hay đồ họa chuyên nghiệp thì màu sắc mang độ chính xác cực kỳ cao. Và thêm vào đó thì chiếc màn OLED này còn giúp giảm đến 70% ánh sáng xanh có hại, bảo vệ đôi mắt của các bạn khi phải làm việc với máy tính trong một thời gian dài. Cạnh trên, máy được trang bị webcam với độ phân giải 1080p chuẩn Full HD, thuận tiện cho các bạn làm việc và học tập trực tuyến. Ngoài ra thì bản lề của máy có thể mở được 180 độ, dễ dàng cho các bạn chia sẻ thông tin với người đối diện. Và ở đây thì VivoBook Pro 15 OLED được cung cấp sức mạnh bởi con chip AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16GB và ổ cứng SSD 512GB có thể mở rộng tối đa lên đến 2T, cho phép các bạn đa nhiệm tốt hơn cũng như là có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu. Và chưa dừng lại ở đó thì Pro 15 còn được trang bị card đồ họa rồi, NVIDIA RTX 3050 4GB đem đến khả năng xử lý đồ họa mượt mà, phục vụ tốt nhu cầu công việc sáng tạo nội dung như biên tập video, thiết kế mô hình 3D, sử dụng các ứng dụng AI. Tính bảo mật cũng được đề cao khi tích hợp vân tay ở nút nguồn và có tấm gạt che vật lý ở webcam. Xuống đến phía bên dưới thì ASUS VivoBook Pro 15 OLED được trang bị hệ thống bàn phím full size rộng rãi, có bàn phím số phụ, thuận tiện cho những ai làm công việc nhập liệu. Các phím bấm thì được phủ một lớp nhám chống bám, cùng hành trình phím sâu và độ nảy cao nên mang lại cảm giác trải nghiệm đánh máy rất là tốt. Ngoài ra sẽ còn được trang bị đèn LED đơn sắc giúp bạn dễ dàng sử dụng máy trong điều kiện thiếu sáng. Và một điểm nhấn khác trên bàn phím của ASUS VivoBook Pro 15 đó là nút Enter với các họa tiết sọc rất nổi bật, thu hút. Và bên cạnh là phần touchpad của máy có diện tích lớn hơn nhiều so với phiên bản năm ngoái. Bề mặt được phủ một lớp nhám nên trải nghiệm vuốt chạm của mình cũng trở nên trơn tru mượt mà hơn. Và cổng kết nối ở đây thì các bạn sẽ có 3 cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, khe thẻ micro SD, jack audio combo và cổng nguồn, giúp các bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi. Và cuối cùng, với mức giá hơn 25 triệu đồng cùng màn hình siêu đẹp, hiệu năng ấn tượng, thiết kế trẻ trung bắt mắt thì ASUS VivoBook Pro 15 OLED sẽ là một lựa chọn đáng mua trong tầm giá này. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để bên dưới để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.